Bạn nào đã quen ở nhà mặt đất thì thường sẽ không thích ở chung cư. Sau đây là 4 điểm bất tiện khi ở chung cư mà bạn nhất định phải biết nếu muốn chuyển lên sống tại chung cư. Thứ nhất là khi mà muốn vận chuyển đồ đạc hay là muốn sửa sang nhà cửa thì bạn sẽ phải xin phép ban quản lý của tòa nhà. Điều này sẽ giúp cho ban quản lý kiểm soát về an ninh, khói bụi, tiếng ồn cũng như điều tiết thang máy. Thứ hai là đa số chung cư đều không cho nuôi chó mèo. Tuy nhiên một số chung cư thì vẫn du di cho nuôi. Điều này sẽ phát sinh thêm vấn đề khi mà chủ nuôi thiếu ý thức thì sẽ gây ra ồn ào, mất vệ sinh và mất an toàn cho trẻ nhỏ. Thứ ba là ở chung cư thì sẽ gặp nhiều vấn đề liên quan đến hàng xóm. Ngoài hàng xóm ở kế bên như ở nhà đất thì chung cư còn có hàng xóm phía trên và hàng xóm phía dưới. Gặp hàng xóm văn minh có ý thức thì không sao, nếu không may thì là rất là phiền đấy ạ. Thứ tư là sẽ phải đóng các khoản phí hàng tháng mà ở nhà đất thì không có, như là phí bảo trì, phí quản lý, phí dịch vụ và phí giữ xe. Liên quan đến phí bảo trì, nếu như ở chung cư mà ban quản trị không tốt thì cái phần phí này rất dễ bị thất thoát, dẫn đến là tòa nhà bị xuống cấp mà không có tiền để bảo trì bảo dưỡng của tòa nhà. Follow Zico TV để nhận thêm nhiều thông tin về bất động sản và nhà ở các bạn nhé.